thì là xin ra tất nhà cho chúng tôi. Anh kiếm của ông Bảo đại diện cho họ Thank you.
và xin lừa cả họ đã cầu phước cùng với hai vị chúng tôi và để cho hai cháu vào thắp hương tìm kiếm đứa tổ tiên. Thuyền em đi trên sông trắng sáng, cưới nhau về ta sướng hồi vui. Trên sông dài thuyền hoa sắc, bao cô nàng miệng cười xinh xắn. Thuyền em trôi vào ánh sáng hồng tươi những đèn hoa. Với ao màu xanh ngát hồn ta, thuyền em trôi về đêm. Đó là một hình ảnh rất là tuyệt vời. Chú rể đang cùng nâng bước đi hạnh phúc đầu tiên mà cô dâu và chú rể họ đã trao cho nhau. Thưa quý vị, xin được giới thiệu diện diện của hai nhân vật được mong chờ nhất ngày hôm nay. Đó chính là chú rể Duy Cường và cô dâu Thu Thảo ra mắt và cúi chào tới toàn thể quý vị. Và rất mong muốn quý vị sẽ cùng dành một tràng pháo tay thật lớn. Thưa quý vị và các bạn thân mến, trong cuộc sống của chúng ta thì có biết bao nhiêu là điều kỳ diệu đến một cách thật là bất ngờ. Và một trong những điều diệu kỳ mà chúng ta luôn mong chờ và nhắc đến ở đây, đó chính là tình yêu. Bởi lẽ yêu và được yêu đó là một niềm hạnh phúc vô cùng là lớn lao trong cuộc đời của mỗi chúng ta. Và ngày hôm nay thì cái điều tuyệt vời ấy, điều diệu kỳ ấy cũng đã dành cho chú rể Duy Cường và cô dâu Thu Thảo. Thưa quý vị, và đó cũng chính là lý do để tất cả chúng ta ngày hôm nay đã có mặt tại đây trong một không gian ngập tràn tình yêu như thế này. Và trong thời khắc vô cùng thiêng liêng, trang hoàng, lộng lẫy và trọng đại này, cho phép người dẫn chương trình xin được trịnh trọng tuyên bố chương trình lễ thành hôn của chú rể Duy Cường và cô dâu Thu Thảo xin phép được bắt đầu. Và bây giờ xin được mời chú rể Duy Cường và cô dâu Thu Thảo hãy quay mặt vào nhau và cùng trao cho nhau những kỷ vật trong tình yêu, đó chính là những chiếc nhẫn cưới. Xin mời. Và như chúng ta đều biết thì chiếc nhẫn là một vòng tròn không có điểm chấm dứt. Điều này cũng sẽ được tượng trưng cho một tình yêu bất diệt. Khi những chiếc nhẫn cưới đã được đeo vào ngón tay áp út của cô dâu và chú rể, nơi mà cảnh báo yêu thương con tim của họ luôn chảy xiết. Điều này cũng để thay cho những lời thề tá bạn rằng kể từ ngày hôm nay, đôi bên của chúng ta họ đã đem nghĩa vợ chồng. Quý vị rất mong muốn một tràng pháo tay thật lớn của tất cả chúng ta hãy vang lên để chúc phúc, được không ạ? Cùng hát lên lời trái tim, giữ tình yêu dâng sao thật yêu dấu. Quý vị và các bạn thân mến, nhưng ngay từ bắt đầu mình đang cùng các con chia sẻ ngày hôm nay đây sẽ những giây phút đẹp cặp đôi lương này họ sẽ minh chứng với toàn thể quý vị về tình yêu mà họ đã trao cho nhau. Và bây giờ, thưa quý vị, một hình ảnh rất là lãng mạn nữa, đó chính là một nụ hôn thật lâu, thật sâu và thật nồng nhiệt. Và nếu như quý vị chúng ta đang cùng chờ đợi hình ảnh này thì hãy dành một tràng pháo tay thật lớn, được không ạ? Và xin cảm ơn quý vị rất nhiều. Và bây giờ thì bạn Cường thân mến, hãy thể hiện tình yêu của mình dành cho người phụ nữ trong cuộc đời của bạn. Người ta vẫn thường nói là nếu như hôn vào trán thì để thể hiện tình đồng chí này, hôn vào má, tình bạn và hôn vào môi là tình yêu. Còn bây giờ hôn vào đâu đó là quyền của bạn, chúng tôi không có quyền can thiệp. Xin mời. Tuyệt vời. Và bây giờ thì xin mời cô dâu và chú rể sẽ cùng di chuyển về bên chiếc bánh cưới, cùng chia vào sẻ bùi trên tấm bánh yêu thương của mình. Vâng, thưa quý vị và các bạn thân mến, hình ảnh rất là tuyệt vời. Một chiếc bánh kem trắng trong được phủ đầy mật ngọt để tượng trưng cho tình yêu trong trắng mà cô dâu và chú rể họ đã trao cho nhau. Và ngày hôm nay thì họ đã cùng nhau chia ngọt sẻ bùi trên tấm bánh yêu thương trong ngày cưới của mình. Và họ đã trao cho nhau tình yêu và họ nguyện sẽ trao cho nhau cả cuộc đời mình, thưa quý vị. Và tiếp theo ngay sau đây, xin mời cô dâu và chú rể sẽ cùng di chuyển đến bên tháp rượu sông Banh, cùng đến với nghi thức khui rượu sông Banh trong ngày cưới. Xin mời. Thank you.
story, you're the one that I dream about. I sit alone in my room, drawing up pictures of blue skies. We've been apart for so long, I'm always replaying all the pictures and memories stacked up in my head. I wish I could let you go, I wish I could just forget you. Never shake you off. You're stickier than my super glue. I can never shake you off. Gia đình ông bà ông Nguyễn Văn Minh và bà Nguyễn Thị Tiến, trân trọng kính mời ông bà. Xin được trân trọng kính mời lên sân khấu ông Đào Văn Ca là bố của cô dâu. Xin được trân trọng kính mời ông. Và trong dân gian vẫn luôn có câu nói rằng bí pháp thế gian không ai tốt bằng mẹ, gánh nặng cuộc đời không ai khổ bằng cha. Tần Tảo sinh ra mẹ con khôn lớn, đưa cả tấm tay đầy cha che chở cho đời con. Và đứng trên sân khấu lúc này, chúng tôi xin được trân trọng giới thiệu có sự hiện diện của ông Nguyễn Văn Minh và bà Nguyễn Thị Tiến. Một tràng pháo tay thật lớn của tất cả chúng ta để cùng chào mừng. Về phía gia đình họ nhà gái ngày hôm nay, chúng tôi rất vui mừng được chào đón và trân trọng giới thiệu sự hiện diện của ông Đào Văn Ca là bố của cô dâu Thu Thảo. Một tràng pháo tay thật lớn của tất cả chúng ta. Xin được mời cô dâu và chú rể sẽ phim.